Kính thưa quý vị, nữ diễn viên Scarlett Johansson mang thai con đầu lòng. Một nguồn tin thân cận với Scarlett Johansson xác nhận rằng nữ minh tinh xinh đẹp này đã mang thai con đầu lòng với chồng sắp cưới Roman Joriak. Cách đây 6 tháng, người đại diện của Scarlett Johansson xác nhận rằng cô đính hôn cùng nhà báo Pháp Duriat. Cả hai công khai chuyện hẹn hò từ tháng 11 năm 2012. Tuy nhiên, chuyện cưới hỏi vẫn chưa được thông tin xác nhận. Trước đó, giữa tháng 1, Scarlett trò chuyện với chương trình Good Morning America rằng cô và Roman Duriat chưa lên kế hoạch cưới. Cô từng kết hôn cùng nam diễn viên Ryan Reynolds nhưng ly dị sau 3 năm chung sống. Trả lời phỏng vấn trên Esquire tháng 10 năm 2013, Scarlett cho biết chính Roman đã giúp cô giảm bớt sự ghen tuông. Scarlett cho hay cô không nghĩ mình là người hay ghen tuông cho đến khi hẹn hò cùng bạn trai hiện tại. Cô thêm rằng như thế không phải vì lúc trước chẳng yêu như hiện tại mà thực sự không có khả năng hay thời gian để chăm sóc nhau nhiều hơn. Scarlett Johansson là nữ diễn viên ca sĩ Hoa Kỳ có dòng máu Đan Mạch và Thụy Điển. Cô nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim The Horse Whisperer, Ghost World. Thời gian gần đây, Scarlett tham gia phim Hitchcock, Don John, The Avengers và Iron Man 2.